Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay con xin thọ trì phẩm thứ 12 trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự khôn ngàn. Hạt rồng hạt thần cùng nam nữ, báo tổng sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà. Lớn không nghĩ đến đều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là. Hạt vẽ hạt tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng xa mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Thấy hình quy y, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sốt mắt. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các ngọ cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bài trước tự. Cách một ngày đêm bưng lấy uống, sinh lòng ân trọng cử ngũ tăng, rượu thịt tà dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí không lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có hệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, giàu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng Ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay. Nhẫn đến chim bao thường an cả, quỷ thần phò hộ của dân xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy dập đốn đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi. Như người nghe đến Địa Tạng rộng tuyên đại sĩ đài sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đề hưởng điều lành. Nếu hai đêm công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán âm nên biết gắn tuyên bài, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh ba cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nghiệp chướng tiêu trừ, tăng trưởng trưởng thiện căn phước đức, có duyên lành với Tam Bảo, với ngài Địa Tạng. Phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha ha.